hỏi. Hồi nãy em quên mua gì anh Năm biết không? Da heo á, này ăn với da heo chiên giòn cũng ngon lắm á. Cái trái táo Thái nó to sao ha? Dạ. Dạ. Cái lá nó cũng lớn hơn là loại táo thường nha. Cái này tiểu ca gặp đại ca. Chào. Cái này gì vậy? Phụ ai ha. Ừ. Cho chị mấy cái phụ ai nha. Cho chị trái dưa gai sừng ăn thử hả? Ừ. Hello cô chú anh chị và các em. Bữa nay hai vợ chồng lái xe đi về quê, về thăm gia đình của người chị. Úc dẫn cô chú anh chị và các em cùng đi về quê ở Mỹ với Úc bữa nay nha. Bữa nay gia đình của Úc lái xe xuống thành phố Salinas. Thì từ nhà Úc lái xe xuống đó nếu mà không kẹt xe là khoảng 1 tiếng 45 phút. Hồi nãy giờ đi cũng kẹt xe chút chút. Chắc tới đó khoảng 2 tiếng hoặc là 2 tiếng hơn. Salinas là mình đi từ hướng San Jose đi thẳng ngoài luôn. Chạy gần đây không thấy mấy con bò, mấy con dê. Thỉnh thoảng có bò ra đây ăn cỏ nè, ta nuôi bò. Bây giờ bắt đầu leo núi. Lên núi nha bà con cô bé. Lên núi xong rồi xuống núi. Đẹp ha. Đây là mấy cây thông, thông rừng. Ở đây là mấy cái farm người ta trồng mấy cái rau củ quả rồi nè. Nhưng mà người ta treo lên đường. Chắc người ta sợ mình vô hái. Làm không thấy gì hết trơn. Ở bên đường người ta trồng dâu tây rồi rau cải rồi. In about 1.5 miles, turn left. Đây là miền quê nha. Nhìn giống miền quê thiệt ha. Số nhà người ta trồng mấy cái rau cải giống như là dâu tây nè, rồi bắp cải ha, xà lách, cây atiso, dạng như là nông trại vậy đó, rồi chăn nuôi. Đi đây nhớ quê Việt Nam dễ sợ luôn mà con cô bác. Hồi xưa đi về quê thì hai bên đường người ta trồng lúa, còn đây là trồng dâu tây, trồng cải. Ở đây người ta dừng mấy này lại nè, ta làm hàng rào để người ta nuôi mấy con cừu, con dê, con đồ, con bò nữa. Nay tôi sẽ thành được đi về quê nha. Có hẹn với mấy chị nữa, mấy chị em lâu lâu cái họp mặt. Mấy chị tới trước rồi, mấy chị ở gần thằng Út. Sắp tới rồi. Khu này yên tĩnh ha. Mai mốt mà mình nghỉ hưu á, mình kiếm mấy cái khu yên tĩnh về ở được nè. Út thích ở thành phố nhỏ nhỏ chứ không có thích ở thành phố lớn quá. Ở đây có cái công viên nè, người ta đi bộ vòng vòng, lý tưởng ha. Tập thể dục được. Nãy giờ mấy đứa con này nó chạy vòng vòng, mấy đứa nhí nhí chắc 10 tuổi, 11, 12 tuổi. Nó chạy vậy mình cũng đâu có chạy qua mặt được đâu. Tới nơi rồi, bây giờ bưng đồ xuống. Có ít cây nhà lá vườn Út đem tới cho mấy chị nè. Đóng xe xuống nè, họ trở lại bưng mấy cây đó. Con khỏe không? Hai con. Hello mấy chị. Hello anh hai khỏe không? Hello anh Nam. Đây mấy chị em họp mặt nữa nè, họp ở nhà của chị Tư Linh. Ờ, vịt quay hấp dẫn quá nè, con mua dưới miền Nam đem lên hả? Cái này cái chỗ gì? Ở đậu phộng nè, tư luộc hả? Hay mình mua? Tư luộc cái đêm á, tư luộc, dạ. Tôi mua đi, vợ thấy ngon quá tôi mua. Được slow cooking á, dạ. 2-3 tiếng luôn. Cho nên nó mềm ha. Cái này em nấu pressure cook 10 phút là nó mềm ngon á. Dạ, em nấu lúc mà nó hành nấu slow cook.
Rải chưa có... biết rồi slow cook nó lâu lắm. Ăn thử ngon, ngon và đây. Thích nhất là mặn mặn từ bỏ muối vô ngon. Bỏ muối từ một cái nồi nó lâu nhắn quá trời không thấy Phương. Em nghĩ Phương đi Việt Nam hay đi về cái xịn đâu rồi. Ngon rồi. Quá ngon luôn. Việt Nam phải không? Dạ. Em không biết nữa nhưng mà em nghĩ vậy. Tại vì gọi vô voicemail mà. Phương nghe Phương nhảy mũi rồi. Nhảy mũi nha Phương. Phương với Bảo. Giúp. Dạ mời cô chú anh chị và các em ăn trưa với gia đình của Út nha. Với mấy anh chị em. Hôm nay vui lắm được đi về quê nè. Về thăm nhà anh Tư chị Tư. Tư chị Tư Linh. Dạ đúng rồi. Hồi nãy em chạy anh đường nhớ quê ghê luôn á. Hello Đức. Hello. Đúng rồi. Trời ơi cưng ơi. Em thấy nó nhỏ xíu rồi đây, bự chán. Quýnh. Hello Đức. Cưng ơi. Đúc của chị Tư nè. Bữa nay lớn á, nhìn lớn à. Ai nấu chè con, chè Thái không? Chè Thái. Hấp dẫn quá. Và cái này đặc biệt. Khoái luôn. Nè, mấy anh khoái mấy chị ngồi khóa mồi ha đâu ha. Chung gà xả tắc của chị Tư làm nè, hấp dẫn không? Ôi nhìn là nhìn là cầm lòng không đậu luôn á. Quá trời luôn á. Dạ. Quá trời đồ ăn vậy. Thiếu rắc nước mắm lên thêm. Dạ. Quay vòng vòng cũng đĩa cái thao gỏi của má Sáu. Cái món không có thịt cá gì hết trơn mà. Nhưng mà ngon. Muốn uống nước chanh dây không? Dạ, 2 gram chanh dây luôn hả? Ừ. Hai là phục vụ là hết mùa bí đao rồi. Chọc hai nữa. Chanh dây đó. Hai là nấu bí đao ngon nhất á. Hồi nãy em quên mua gì anh Năm biết không? Da heo á, này ăn với da heo chiên giòn cũng ngon lắm á. Nói để mua cho heo mà nhìn quên. Thiếu mà cũng thấm, cũng lấy là không sao. Toàn là món hấp dẫn không hà, cơ chứ anh chị về các em ơi. Đầu que, còn đầu đũa, đây đầu đũa. Bún thì mình phải cắt ra nha. Tôi đang ghiền luôn, tôi thấy ghiền con mì mà nó chứ. Kêu anh ăn một cái cơm cũng được. Dạ. Này chả giò nè hấp dẫn không? Chả giò người ta cúng nguyên con tôm vậy nè. Chị hai của anh Thái làm á. Dạ, năm ăn năm. Mời cơ chứ anh chị và các em ăn trưa với mấy chị em Út. Mấy anh em luôn, cả gia đình nha. Hôm nay mấy chị em tới nhà của chị Tư nè để hợp mặt trước khi Tư đi về Việt Nam. Cảm ơn. Chúc Tư đi chơi vui vẻ, bình an nha. Cảm ơn Út. Dạ. Cảm ơn chị em đến... Năm nay còn em với hai là sót rồi ha. Hai em thôi luôn luôn hay luôn. Đến thăm Tư nha, rồi mọi người đem thêm món đồ ăn, tôi thấy cực quá à. Nắng vui Tư. Vui vui nha, mẹ vui. Xa xôi không ngại, người ta ốc lên là người ta ở San Francisco rồi San Jose nữa. Tư ở nông thôn, ở vùng quê. Về quê thích lắm rồi chứ anh chị và các em. Giống như đi về quê Việt Nam mình vậy đó. Nhà Tư thì vườn rộng nè, tại vì ở quê á. Mình nói mà nghĩ nhà quê á, nghe nó quê quê nhưng thật ra không phải quê nhà quê đâu nha. Không phải quê thiệt là quê đó, cũng là nhà giàu như thành phố vậy đó. Chứ không có nhà quê. Vậy là bự hơn, biệt thự luôn á. Biệt thự miền quê. Miền nông thôn. Nông thôn nước Mỹ. Thường ta thấy có tiền mới về quê sống. Dạ. Lúc đó là không có cần công ăn việc làm nhiều nữa. Về hưởng thụ thôi. Thế này mấy anh ra ngoài ngồi ăn nè. Thích không? Ăn xung quanh những cây nhiệt đới của Tư trồng. Bữa nay trời mát. Vườn của Tư bữa nay nè. Ồ đẹp quá Sáu ơi. Ôi táo tàu nè, táo Thái. Ờ, thích chưa nè, táo Thái nó to sao ha. Dạ. Dạ. Cái lá nó cũng lớn hơn là loại táo thường nha. Táo Thái á là nó cũng dễ trồng lắm, ăn ngon. Tư trồng trong cái thùng này là thùng rác nè, có thùng. Cái quay kéo luôn á. Và có bánh xe. Có bánh xe không Tư? Không. À có bánh xe mà Tư đục lỗ ở dưới đó. Rồi giờ dạ. Tư cho nằm chết đây luôn. Năm này Tư trồng nhiệt đới quá trời luôn nè. Toàn là cây nhiệt đới thôi. Hồ mấy cái sòi cưng chơi nè. Bị nứt đúng rồi. Dạ nứt thật. À đây nè. Tôi nghĩ là nó bị nước là sao không biết nữa. Nứt à. Dạ có lẽ là do thời tiết. Rồi nước. Nước nhiều khi nó dư nước á. Này sò Thái hả Tư ha? Sòi mâm cơm si sò Thái chua chua ngọt ngọt. Dạ. Này... Có trái này là còn nguyên nè. Dạ trái này nữa nè. Ừ trái này còn nguyên nữa. Dạ. Này cũng táo Thái luôn hả Tư? Cái này á, nó bán cho Tư nó nói là táo Đại Mật.
Mà nếu mà táo đài mật thì nó phải tròn, nó to, mà này nó thái rồi chứ không phải là đài đài loan đâu. Cái người bán này á, bởi tôi nói mình cái người mình mua mình lầm chứ bán. Đúng rồi. Không có lầm. Người này là ổi nè, quá trời ổi luôn. Mận, mận tốt dễ sợ. Này khế, khế ngọt hả? Khế ngọt á, trái được dầm bên kia. Dạ, quá chừng bông. À đây nè. Dạ. Bông quá chừng luôn. Ở trong kia là mận rồi ổi. Đút chơi luôn đi, vô trong đi. Cắt nè, ổi. Đây nè, cứ chứ anh chị về các em. Ra quá chừng nha. Có quá chừng trái. Ở đây có một chung nữa. Dạ. Yeah. Ở đây mấy chung nữa. Đó. Wow. À, cốc này cũng cốc Thái luôn, chứ không phải cốc Việt Nam mình. Thái. Dạ, trái nhỏ nhỏ vậy nè. Cái này cũng sẽ chín chứ mình Thái luôn nè, chín này nè. Dạ. Còn trái chín. Đậu quá chừng. Trồng cốc Việt Nam mình thì hơi khó. Ôi mận cầu nè, bữa nay trái to rồi, đã chưa? Mận cầu thấy không? Thích không? Hôm bữa có hơn 40 trái mà nó rụng hết trơn, giờ còn có khoảng 6 trái. Nhiều á, Tư cũng còn nhiều cơ. Dạ. Cái này mãng cầu gì Tư? Úc 2. Úc 2, Úc 2 dễ đậu trái đó. Đúng rồi. Dạ, hỏi Thái Dương. Thái Dương đó. Ôi, đã chưa? Úc thấy Thái Dương nó dễ đậu trái và dễ chăm sóc hơn là Đài Loan nha. Đài Loan mà không hạt đó, nó khó hơn. Đài Loan nó được 2 trái. Này Ruby hả? Ruby, Ruby Đài Loan. Dạ, Ruby thì so với lại... màu trắng không hạt á nó dễ hơn nữa. Trắng không hạt nó khó. Đây là dưa gai sừng của Tư. Gai sừng nó tự bọc lên á. Siêu to luôn. Đó. Ồ, đã chưa nè. Nè, nhìn nằm xuống thì lòng thòng á. Cái dưa. Cái này là đâm lủng tay luôn. Ok, Tư có mấy trái cho Thái nữa không? Đây. Ở đây nè, giống của Út nè. Wow. Ôi nhiều quá chừng luôn. Thôi, tưởng nhiều thiệt đó mà nó còn nó đậu quá chừng luôn. Không vào. Wow. À Tư trồng trong cái chậu này là chậu 55 gallon hả? 55 gallon đó. 45. 45 đó. Dạ. Ồ chị Tư trồng trong chậu 45 mà nó trái quá chừng nè. Tư thụ phấn hay là để tự nhiên? Tư thụ phấn đó. Tư thụ phấn không? Tư lấy cái do Thái chấm qua cái gì đó, cái miêu kỳ cũng có. Úc Hai cũng có như lai nè. Cái này nó lai trắng. Dạ, trắng trắng là tại Tư lấy cái phấn của cái giống khác Tư chấm qua đây. Qua khi của nó chấm cho nó luôn, khi không đủ phấn á Tư dạ. Kia chấm qua. Dạ. Thì những cái mà có Úc thì nó lại trắng trắng hơn nè. Dạ nó lai đó. Dạ. Cái đúng của nó là đỏ nè. Dạ đỏ đúng rồi đó. Dạ. Vô. Thích dàn khẩu hoa này của Tư dạ. Nhất nè. Chụp hình trước khi thu hoạch nha. Thấy khẩu hoa mà chui vô trong. Sáng mình không thấy để quay phim luôn. Khẩu hoa này thì nắng á, nắng chiều. Vô đây coi. Vô đó đi. Rồi giải quyết cây mận đi. Còn nữa. Cỡ gì cũng có rồi nha. Đủ size. Đủ size. Ai muốn lớn có lớn, ai muốn nhỏ có nhỏ. Hai, lấy lá khẩu hoa nấu canh tôm ăn tốt lắm nha. Lá khổ qua là mình nấu canh ăn sống á, cân bằng lượng đường trong máu vô, tốt lắm. Vô. Đặc biệt là ai mà bị đường dạ, cao á, mình ăn nó tốt như khổ qua vậy đó. Trời ơi, thôi nè, tốt dễ sợ không? Về 866 nè, phải không? À, Chico, dạ. Chico cái trái nó tròn. Nhưng mà sao cái thằng này nó không có được... được khỏe healthy vậy ta. Dạ không được khỏe dạ. Nó vậy đó. Quá trời trái luôn nè, nhưng dạ, mà có lẽ là có lẽ là cái giống táo này nó chưa có thích nghi ở đây. Dạ, chứ còn cái bên đây này chi A866 rất là tốt luôn và trái rất là nhiều đang ra bông nữa. Tư cũng trồng ở trong thùng hết nè. Thùng xanh này là có thêm cái thằng bonus ớt nữa. Khoảng 40 gallon á. Tự lên luôn nè, tự nằm nó chót. Cái này là con gơi con gớt. Cà chua. Dạ. Dạ. Cái này cái nho thân gỗ màu đen. Nho thân gỗ màu đen của Tư nè. Nó đang lột da ha. Nó lột da là nó già đó. Út đang kiếm cái bông cho chị Tư nè mà chưa có thấy nó ra bông. Cái loại đen này thì nó chậm ra bông trái hơn là loại màu đỏ. Thì màu đen á ăn ngon hơn là màu đỏ nha. Mấy giờ mấy chị em thu hoạch được nhiều đây nè. Khổ qua rồi dưa leo chanh cóc, dưa gai sừng. Giờ đi qua bên đây. Trời ơi trái su kìa hai. Su gốc á. Ừ. Rồi su hồi đó Út cho Tư chồng bữa nay nó siêu to luôn. Con của Út mình. Con Út dở mực. Rồi cái này Tư mà không kéo không muốn nó mắc kẹt luôn. Vậy thu hoạch luôn nè, bây giờ Út bị mắc kẹt lại luôn á.
ơi, cưng chưa nè. Út năm này thất mùa tại đi Việt Nam bỏ nó không chăm sóc á. Giống su ga xanh nè, ngon lắm nha. Thì bà con của mình có trồng á, trồng su ga này nè. Nó có gai ít ở dưới ha. Mà cái gai nó cứng ha, trái nó bự vậy chứ không già nha, ăn giòn ngọt lắm. Giống này thì khó tìm. Sao đang làm gì đây? Hái rau đắng nhật. Ồ tốt quá sao ha. Coi nè, tư trồng này tốt. Rau đắng bên kia là rau đắng Việt Nam mình kìa. Tư trồng đủ thứ luôn. Thấy rau đắng Việt Nam cái thèm cháo cá lắm. Dạ, cái này ăn cháo cũng ngon nè, nè sao? Cái này trồng gỏi là rất là giòn. Dạ, rất là giòn ngọt ha. Dễ ăn hơn rau đắng Việt Nam. Dạ, nước nhiều. Cái này là rau chua nè, mình ăn nó chua chua. Cái tên sao nó y chang vậy đó. Mình cuốn bánh xèo ha, mình ăn sống giống như là rau sống rồi đó. Rồi có người ăn lẩu, ngon lắm. Tốt dễ sợ không nè. Xin từ lá cẩm này về để nấu xôi. Út có trồng hai cây nhưng mà mấy cái cây cúc vua nó che ánh nắng nó trơn nên nó không tốt. Hai ơi, thu hoạch lá cẩm ai? Hai có nấu xôi không? Không, dạ hả? Em có trồng mà nó không được tốt, nó không đủ lá để dạ để nấu xôi. Xin từ mới về nấu xôi. Này lá cẩm màu tím, còn màu vàng nữa. Có loại màu vàng, vàng hay cam hay? Cam. Cam hả ạ? Tuy trồng cực khổ xuống thu hoạch. Tư cũng đủ món ăn chơi. Dưa hấu Nam Mỹ hồi đó cho Tư nè, nay trồng tốt mà trái quá chừng luôn. Đây nè, nay đi thu hoạch. Dạ, cái loại này mình ăn sống sống nó cũng có cái hậu ngọt á. Chín quá thì nó mềm nó ngọt, nhưng mà dày á thì nó cũng có cái hậu ngọt nhẹ rồi đó. Tôi tưởng là đủ. Tôi nhổ luôn. Lê quá trời nãy á. Lê hả? Dưa hấu Nam Mỹ, tiếng Anh gọi là pep melon. Tôi làm đại cho nó gọn. Mình ăn nó thơm lắm, nó có cái mùi dưa gan xanh với lại dưa cantaloupe á. Cái chậu bự quá vậy. Cái chậu nó nằm xưa giờ đó, người ta cho lên đó luôn. Nó chưa thơm, nó chưa chín. Cảm ơn Tư. Wow, cảm ơn Tư. Cái này đẹp này ha. Bữa nay chia của. Tư trồng xong á mình xuống mình hái. Hái vô đi lê này là Tư nói lê ổi. Thì dỗ ăn thử thôi. Trái nó nhỏ nhỏ như như trái ổi vậy đó. Mà quá rồi trái luôn nè. Coi nè. Sai trái dễ sợ luôn nha. Mà ngộ lắm, chính giữa nó có cái hột. Cái hột nó giống như hột ổi vậy đó. Hai trái sống ăn. Ở chết chết. Không gớt rồi. Wow. Hồi nãy Út ăn trái chín. Bây giờ ăn trái sống. Giòn, ngọt mà có cái hậu chua. Và đặc biệt là cái hột của nó giống như hột ổi vậy đó. Mới nhìn mình tưởng trái ổi không ha, tại vì cái lõi ở trong á là hạt giống như hạt ổi luôn. Ổi gì vậy Tư? Hả? Quá chừng bông nè. Không coi bông nè. Ổi nữ hoàng. Nè, này bốn cái bông nè, cái này bốn bông nè, cái này hai bông nè. Rồi con sâu, có sâu nè hai. Nè có nguyên cái chùm sâu nè. Ngắt ngắt. Nữ hoàng, ừ, đó, đúng rồi. Đây em tài trợ chậu cho. Cà phê đất này tôi trộn tôi bỏ vô nè, thấy không? Nó cà phê đó. Đúng rồi, nó lót dĩa, thấy không? Dạ. Lót dĩa vậy nè, dạ. Cho nó uống nước, nó hút dạ. Vô trở lại á. Tôi bỏ cà phê với phân vô nó tốt vậy đó. À, thì ra là sát cà phê với lại nước ha. Ừ. Đây là sát cà phê nè. Từ bỏ nguyên một lớp ở trên ha. Đó. Bên đây nữa nè, thấy không? Sát cà phê. Quá trời sát cà phê nè. Bỏ sát cà phê vậy mà ổi nó ra bông đầy luôn. Rồi ở dưới là Tư làm một cái mâm. Cái mâm mình để cái chậu lên ha. Cái mình tưới nước á, nước nó đọng dưới đây rồi phân rồi sát cà phê á, nó hút ngược chất dinh dưỡng lên á, thì cây của mình nó tốt và nó không có thoát phân ra ngoài được. Rồi cái bánh xe để Tư đẩy đi nè.
Dạ. Thế là bón phân con gà hay con bò cộng chung với lại sắt cà phê. Dạ. Là nó đậu trái dễ. Dạ. Mà nó tốt nữa. Là bây giờ Tư bỏ đó phải không? À, hèn chi giờ mấy cái cây mà nhiệt đới của Tư đậu trái quá chừng luôn. Bí quyết của Tư xanh tốt á là vườn Tư xanh tốt là do dắt sắt cà phê. Rồi chị đi xin được 25 phao sắt cà phê. Cái bút á, chili á, lên nó tẩy rễ đây nè. Dạ, táo tàu nó mọc rễ lên đó không? Từ cái táo đằng kia mà nó mọc tới đây đó, cái rễ nó đi tới đâu nó mọc tới đó nè. Bởi vì mình phải trồng xa nhà. Dạ, mình trồng xa nhà chứ mình đừng có trồng gần nhà quá. À, Thiên Lý, Tư cho Út Thiên Lý nè. Bữa Tư dâm cho Út. Út thích cây Thiên Lý lâu lắm rồi mà kiếm mua chưa thấy. Trời ơi. Thiên Lý là cái bông á, mình xào thịt mình ăn ngon lắm, hoặc là mình xào tỏi thôi. Đây là cái bông nó nè. Nó ra chùm chùm chùm. Đây nè. Nó có nhắm ra không Tư? Đó. Đây là chùm bông Thiên Lý nha. Cái lá nó nè. Cây này á thì mùa đông nó vẫn sống, nó không có chết. Hết chưa nè. Dạ, này nè, Tư làm cho Út đây hả? Tư gắm bơm xuống nè, mấy cái nhánh nào nữa. Thế nó già cho Tư gắm xuống. Có còn cái nào được. Cái này nè Tư ơi. Thấy không? Không rồi. Ôi nó chắc nó chưa có rễ. À nó có rễ rồi nè. Phải không? Dạ đúng rồi nè, nó ra rễ nè. Phải không? Không? Không phải con sụn, con sâu gì á. Có, nó nguyên chùm luôn. Nguyên chùm luôn. Cái đít rồi, Tư trồng cái đít rồi. À Tư Tư trồng cây đã không? Tư cắt cái đít. Xong Tư dở lên. Ôi ôi rễ nè Tư, mà sợ nó rễ bên cái kia không? Lý. Đây nè, đó. Được rồi đó. Rồi nè, nó đó. Rồi đó. Good. Quá ngon luôn. Rồi tìm từ tìm rồi. Cái đường cái dây của nó. Đó. Nè cái dây cắt cái này. Trời ơi. Cảm ơn Tư nhiều. Coi cây ớt nè, cô chú anh chị và các em. Quá trời trái luôn, từ ở trên xuống dưới. Không biết bao nhiêu bông mà nói. Ớt này là ớt hoa hồng hay còn gọi là ớt điệu nè, hình dạng trái đó nè, nhà Út có trồng á. Loại này thì nó cũng cay nha, đẹp lắm, nó còn xanh, mai mốt cái nó vàng, cái nó đỏ đẹp. Wow, coi nè, ớt mà mình trồng trong cái chậu lớn như vậy ha, nó đủ chất á, tốt không nè. Mình có thể trồng cho những cái loại cây ớt khác đều được, chậu càng lớn thì càng trái nhiều và càng tốt ha. Giờ mấy anh hết nhậu rồi đi ra đây ra tham quan vườn của Tư. Su kìa anh, Su này hồi đó mình cho Tư đó, bây giờ trái bự không? Ồ, trái bự dễ sợ anh ha. Trái này là đại gia đình ăn luôn á. Cầm lên thử anh Tư. Không nhẹ lắm, anh không có đâm đâu anh. Không. Chua. Nó còn non lắm, thấy nó bự chứ non lắm. Bự hơn bàn tay Tư xe thành luôn á. Thích hả? Anh hai đâu có xu đâu không? Anh chị hai đâu có trồng xu không? Dạ, hình như chị hai chồng mình nó không có nóng lên tại vì nóng quá. Xu á thì nó thích lạnh nha. Thích thời tiết lạnh lạnh nó tốt lắm. Bữa nào tới Tư chia của nè. Bạc Hà nấu canh chua ăn ngon. Ở chợ bán mắc lắm à. Họ bán thao tới dạ. Ở chợ họ bán tới 5-6 đô một thao lận á. Bạc Hà. Dạ, mình mua một bẻ hả, mình nấu canh chua cũng hết 4-5 đồng à. Wow. Quá trời luôn. Cái nhỏ hoài. Anh sao bứng xa xa đó, nó không có bị đứt cái rễ. Nó nứt cái gốc. Đã chôm rồi còn chôm lại nè. Giống như là gặp đại ca. À. Cái này tiểu ca gặp đại ca. Chào. Cái này đi không? Bắt lại nằm ở hàng đất. Dưỡng tổng cộng là sao 120 feet vuông. Mà Tư làm dùng dài 21 feet. Sáo này dính chùm chùm nhau, nó chắc ghê luôn á. Nó không cho, nó bắt Tư là từ 3 feet từ hàng rào thằng vô. Tư sẽ thành
Hàng rào vô đây. Cầm đi, cầm em. Tao thấy có từ. Rồi, đúng rồi. Đúng dạ. Còn mấy trái này để cho nó to một chút đi. Ngon không hả? Ngon. Hả? Sao ngon hả? Ngon. Không, bữa nó chín ngon hơn. Tư ăn hả? Tư ăn rồi, bữa tao uống trái ngon quá trời luôn. Đó, Út thấy Tư đang ăn thèm chết, bữa nay phải xuống đây ăn nè. Bữa vậy bữa Tư review là mấy chị em phải xuống đây ăn. Mời cô chú anh chị em ăn thử tao thái nha. Không cần phải nhiều. Không cần nhiều. Cho nên không không cho nên trồng trong chậu là bây giờ thấy người ta trồng chậu nhiều thấy không? Vui thôi. Rất là giòn. Mình đi mua ăn thì nó chuyện này rất là dễ rồi. Phải năn nỉ cho nữa. Như thế này nè, đang nỉ lấy giùm đó. Mấy chị biết cái mùi này mùi táo gì không? Táo, táo Việt Nam mình hồi xưa đó mà Việt Nam mình nó nhớt chút này, xíu. Này nhớ không Tư? Cái loại này không có nhớt. Dạ, cái này không nhớt nha. Giống y chang táo Việt Nam mình luôn mà cái này giòn, ngọt và thơm. Nó nếu mà nó chín hơn tí xíu nó là ngọt hơn. Ngọt hơn nữa, dạ, cái này là còn hơi sống sống nè cho nên nó có cái vị chua nhẹ nhẹ thanh, rất là ngon. Đúng rồi. Dạ. Giờ chuẩn bị chia của với lại ăn mặn review. Mặn này mặn hồng Sóc Trăng nè. Mà sao cái trái này nó lai giống trái điều ha Tứ? Hai, lai điều. Vừa giống trái lý. Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi. Cái này hấp bạn hấp. Nửa này nửa kia. Cô trái lại. Tư ăn mặn Tư ơi. Ở Mỹ đúng không? Mình đừng có compare với Việt Nam. Mấy anh chị em ăn mặn nè. Bây giờ Út ăn thử nha. Ăn thử coi mặn hồng Sóc Trăng như thế nào. Thì cái mặn của em nó bữa nó ra bông trong thân không à. Trong hai cái thân á, trong cái lá đó. Cắt mới rồi cái nó ra tẹt hay không. Chứ nó không có ra ngoài đó. Rất là giòn. Ngọt và thơm. Mặn hồng Sóc Trăng là loại mặn rất là dễ trồng. Út tìm hiểu lâu lắm rồi mới trồng, nó cũng có trồng một cây đó. So với lại những cái loại mận khác thì thấy ăn ngon, dễ trồng. Và ở miền Bắc California, San Jose mình á, nếu mà nhiệt độ ấm á, là mận ra bông trái 2-3 lần một mùa luôn nha. Cho nên bà con của mình trồng thử đi. Mình trồng trong chậu, rồi mùa lạnh mình đem vô trong nhà kính. Tầm khoảng tháng 4, tháng 5 ấm mình đem ra ngoài, vẫn có bông có trái nha. Cho em vài trái khổ qua được em. Dưa, dưa leo chanh. Không, trái chưa kìa. Nào, dưa, dưa gai sừng. Dưa gai sừng với lại khổ qua. Dạ. Bỏ vô anh. Tóc tàu su su. Dạ. Út lấy dưa leo. Út lấy gì đâu, Út lấy vài trái khổ qua thôi, trái nhỏ thôi. Khổ qua với tóc tàu đi. Không, em có tấu tàu mà, em có tấu tàu nhiều. Thôi, em có tấu tàu nè. Rồi, 6, 2 lấy tấu tàu với Tư rồi lấy. Thì mình chia, mình sao, chia chỉ vậy hả? Khổ qua nha. Ừ. Cho chị mấy cái khổ qua nha. Cho chị trái dưa gai sừng ăn thử hả? Rồi bây giờ chia tay mấy anh chị em Út về trước. Phải tám chút xíu mới về nè. Giờ to go. Chuẩn bị hiệp 2 á Tư. Ai Út về. Rồi bye mấy anh chị, cảm ơn Tư, cảm ơn hết mấy anh chị em. Rồi, chúc Tư với gia đình đi thuận lộ bình an nha, đi chơi vui nè. An toàn nha. Dạ, cảm ơn Sáu, Sáu cũng vậy, Năm cũng vậy, Hai cũng vậy nha, lái xe cẩn thận. Bye con, đi chơi vui vẻ nha. Happy birthday. Bye bye tụi con nha. Bye con. Bye. Have fun in Vietnam con. Yeah, you wanna go on too? Yeah. Bye. Bye anh Năm, bye. Dạ. Dạ. Bye chị Sáu. Bye Sáu. Dạ. Anh Sáu, chị Sáu cũng vậy nha, lái xe cẩn thận. Dạ, bye bye. Dạ. sớm để lo ít đồ ăn cho con ngày mai vô trường học trở lại. Ở trong trường thì